Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 10, quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình qua các nền tảng số Hưng Yên TV Go trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV trên website hungyentv.vn. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Hơn 3.000 lượt lao động được hỗ trợ trả lương theo chương trình cho vay trả lương ngừng việc. Thành phố Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu dân cư. Hưng Yên chuẩn bị mô hình tháp điều trị 3 tầng thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Giải pháp giúp thầy cô dạy học trực tuyến hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để thảo luận thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến tiến hành trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 12 năm 2021. Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố dự kiến diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến 17 tháng 11 năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề về các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ họp. Công tác lãnh đạo chỉ đạo cần được tập trung đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp khoa học kịp thời, trong đó phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, các sở ngành trong chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp. Đây là kỳ họp đầu tiên mà các cơ quan hữu quan sẽ trả lời chất vấn các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm tại hội trường. Vì vậy, các cơ quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo về kỳ họp thứ 4. Kỳ họp này được tiến hành trong ngày 26 tháng 10 năm 2021, tức thứ ba, khai mạc vào lúc 8 giờ tại hội trường số 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa chỉ số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, để xem xét quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Văn Khuê. Chiều nay, ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh và kết nối với 7 điểm cầu gồm thị xã Mỹ Hào, các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ, Văn Lâm, Kim Động. Dự đại hội có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 250 đại biểu chính thức. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên có chủ đề Phụ nữ Hưng Yên đoàn kết sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương văn hiến, giàu đẹp, văn minh. Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu thông qua chương trình làm việc, nội quy của đại hội, quán triệt quy chế bầu cử, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, kiểm điểm Ban chấp hành hội khóa 15, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và dự thảo điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thống nhất chương trình ngày làm việc thứ hai của đại hội. Tại đại hội,
các đại biểu tham luận về nội dung vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình 5-0-3-sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động góp phần xây dựng đô thị văn minh, phụ nữ công an Hưng Yên mẫu mực vì nhân dân phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện Khoái Châu đã bám sát chức năng nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Hội Phụ nữ xã Nhuế Sương là đơn vị điển hình trong việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động. 6 trên 6 chi hội thường xuyên đổi mới hình thức sinh hoạt, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên. Sau 2 năm triển khai mô hình nuôi lợn tiết kiệm, Hội Phụ nữ xã Nhuế Sương đã giúp đỡ được 50 hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình hũ gạo tình thương, phế liệu sạch, mô hình chung tay phòng chống rác thải nhựa thu hút đông đảo chị em tham gia. Thành công của các mô hình trên là sự chung tay góp sức nhiều hội viên tiêu biểu. Ngoài ra, mô hình tiết kiệm tại chi hội đến nay đã giúp 19 hội viên được vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Nhận thấy được hiệu quả và lợi ích thiết thực của các phong trào thi đua và phát động của hội thì hội viên tham gia hăng hái hơn. Tôi luôn luôn lựa chọn hạt nhân nòng cốt là những hội viên tiêu biểu, điển hình của các chi hội trong toàn xã, lan tỏa các cái mô hình hoạt động hàng năm thì chúng tôi cũng thường xuyên là biểu dương khen thưởng kịp thời để thu hút hội viên, đông đảo hội viên trong toàn xã tham gia. Với phương châm hướng về cơ sở, giúp đỡ cán bộ hội theo phương thức cầm tay chỉ việc, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho trên 37.000 hội viên. 5 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu bằng nhiều hoạt động cụ thể đã xây dựng được 85 mô hình phế liệu sạch để hỗ trợ hội viên sinh kế, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 46 mái ấm tình thương, 6 công trình nước sạch cho hội viên phụ nữ nghèo. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3-sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng việc xây dựng các mô hình và tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với phụ nữ như mô hình phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, mô hình đường hoa phụ nữ. Ngoài ra, các cấp hội tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trong và ngoài tỉnh. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu chúng tôi tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để cho phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời thì chúng tôi luôn chú trọng các cái hoạt động để hướng về những chi hội, tổ phụ nữ bằng các cái việc làm thiết thực, tiếp tục xây dựng các cái mô hình để hỗ trợ hội viên phụ nữ và cũng sẽ tổ chức nhiều các cái hoạt động để thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Với những kết quả đạt được, đây sẽ là đòn bẩy, là động lực để phụ nữ Khoái Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phát triển bền vững của địa phương trong những năm tiếp theo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã giải ngân gói hỗ trợ cho vay doanh nghiệp, trả lương ngừng việc cho người lao động, đã giúp cho hàng nghìn lao động được hỗ trợ và yên tâm tiếp tục tham gia sản xuất kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ cho vay để trả lương ngừng việc là trên 11 tỷ đồng cho 23 người sử dụng lao động vay vốn với mức lãi suất ưu đãi 0%. Trong đó, công ty cổ phần may Phú Hiến được vay hơn 1,4 tỷ đồng, công ty cổ phần may Đức Thắng gần 1,2 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn trên, hơn 3.000 lượt lao động trên địa bàn tỉnh đã được trả lương ngừng việc, trả lương sau khi người sử dụng lao động khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương trình áp dụng trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Số tiền vay vốn tối đa bằng 3 tháng lương tối thiểu vùng của toàn bộ lao động bị ngừng việc. Thời hạn vay dưới 12 tháng, giải ngân đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2022 hoặc sau khi đã giải ngân hết gói hỗ trợ. Thực hiện nghị quyết số 116 của Chính phủ và quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục để người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sớm nhận tiền từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Hiện bình quân mỗi ngày, bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận trực tiếp
và tiếp nhận online trên 700 hồ sơ thủ tục của công dân, trong đó có tới gần 600 hồ sơ là liên quan đến chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tất cả đều được tiếp nhận giải quyết nhanh theo đúng quy định, tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động và doanh nghiệp thấy được rõ chính sách quan tâm của nhà nước. Tôi làm ở công ty xe khách Hưng Yên, công việc nghỉ triền miên kéo dài trong cái khó khăn này được cái tiền hỗ trợ của quỹ bảo hiểm thất nghiệp đỡ được một phần nào cho những người lao động như chúng tôi. Công ty chúng tôi khoảng 2.000 người lao động thì tương đương với số tiền là cũng khoảng tầm trên 5 tỷ. Hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện kết nối với cả Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, hoàn thiện thủ tục qua online để người lao động có thể thụ hưởng chính sách này, góp phần là cải thiện cái đời sống cho người lao động. Theo giả soát sơ bộ, Hưng Yên có trên 4.000 đơn vị doanh nghiệp với trên 191.000 người lao động được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp và nhận hỗ trợ từ quỹ kết dư bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền lên tới trên 600 tỷ đồng. Xác định chính sách hỗ trợ này như phao cứu sinh kịp thời giúp doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, người lao động có thêm chi phí để ổn định cuộc sống. Nên Bảo hiểm xã hội tỉnh đã huy động tổng lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các bước quy trình tháo gỡ vướng mắc để chuyển tiền hỗ trợ tới tài khoản ngân hàng của người lao động nhanh kịp thời, vừa hạn chế tiếp xúc lại phòng chống được dịch bệnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên cũng đã thành lập một cái tổ công tác đặc biệt để chỉ đạo viên chức là làm việc cả ngày thứ bảy, cả ngày chủ nhật, trực tiếp rà soát và sao chích danh sách từ quản lý phần mềm chuyển luôn cho đơn vị sử dụng lao động. Tra soát mà không có gì thay đổi đúng rồi thì chuyển lại và chúng tôi chuyển cho các bộ phận chuyên môn để giải quyết ngay tiền hưởng cho người lao động nhanh nhất. Sau 15 ngày quyết liệt triển khai, đến nay Hưng Yên đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 cho doanh nghiệp với tổng số tiền trên 125 tỷ đồng. Đã có 11.000 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng. Dự kiến số người được hưởng chính sách hỗ trợ lần này sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Để góp phần tạo nguồn vốn xây dựng các công trình trọng điểm và thực hiện chương trình nông thôn mới, thành phố Hưng Yên đã đẩy nhanh tiến độ thi công kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ, Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên có diện tích 3,8 ha do Ban Quản lý Dự án Đầu tư thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư sẽ hoàn thành vào đầu năm 2022. Do đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay dự án đã hoàn thành 50% khối lượng công trình. Cùng với dự án trên, để tăng nguồn thu từ đất tạo nguồn xây dựng nông thôn mới, các xã trên địa bàn thành phố đã tập trung giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích trên 110.000 m². Riêng năm 2021, xã hoàn thiện hạ tầng và tổ chức đấu giá trên 14.000 m². Để tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên có chủ trương cho phép mỗi xã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 3 ha. Chủ trương này được thực hiện hiệu quả ở một số địa phương, đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, tạo cơ sở vật chất, phát triển kinh tế xã hội, cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 126 xã thuộc 10 huyện thị xã thành phố được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Đấu giá được tổng số trên 150 ha, đạt trên 73% so với diện tích được giao. Tổng số tiền 4.600 tỷ đồng đã được phân bổ về các địa phương, đầu tư xây dựng trên 2.250 công trình nông thôn mới. Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn tỉnh về cơ bản đều thành công và giao đất sử dụng đúng mục đích, tỷ lệ xây dựng nhà ở đạt cao, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân. Quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có phương án thiết lập và quan tâm đầu tư cho hệ thống thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch. Vấn đề nâng cao năng lực điều trị càng có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19, bởi đây là một trong ba tiêu chí được Bộ Y tế hướng dẫn để phân loại mức độ an toàn của mỗi địa phương. Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, một trong 11 cơ sở điều trị tầng 1 trong kế hoạch tháp điều trị 3 tầng của tỉnh Hưng Yên, hoàn thiện khu nhà 5 tầng biệt lập
sẵn sàng 30 giường hồi sức tích cực, có thể lắp đặt hệ thống oxy trung tâm, cử cán bộ hồi sức cấp cứu đi tập huấn là những bước chuẩn bị của trung tâm để sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ, nguy cơ thấp. Với nguồn lực xã hội hóa, đây cũng là trung tâm y tế đầu tiên của tỉnh có hệ thống xét nghiệm PCR và đang được đầu tư phòng hồi sức tích cực ICU. Với cái nhân lực và trang thiết bị hiện tại, chúng tôi sẵn sàng sẽ đảm nhận được cái điều trị cho bệnh nhân COVID F0 không triệu chứng hoặc là ở cái thể rất nhẹ. Bệnh viện nhiệt đới Hưng Yên được chỉ định là cơ sở điều trị tầng 2 của tỉnh với quy mô 100 giường điều trị cho bệnh nhân mức nguy cơ trung bình. Bệnh viện vừa được đầu tư hệ thống oxy trung tâm trị giá 2 tỷ đồng, hoàn thiện hệ thống vệ sinh khép kín và sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, nhân lực lên phương án cho nhiệm vụ sẽ là cơ sở điều trị chính của tỉnh Hưng Yên trong tình huống dịch xảy ra trên diện rộng. Quan trọng nhất là chúng tôi chuẩn bị cái hệ thống oxy, thì chúng tôi đáp ứng trước mắt được khoảng độ 24.000 mét khối oxy. Nhân lực thì chúng tôi cũng cơ bản đáp ứng nhu cầu với 13 bác sĩ và 18 điều dưỡng đã được tập huấn. Trong tình huống có bệnh nhân nặng, tỉnh Hưng Yên sẽ thiết lập bệnh viện phổi thành cơ sở điều trị tầng 3. Phương án tháp điều trị 3 tầng của tỉnh Hưng Yên gồm 16 cơ sở y tế công lập và tư nhân với tổng số 680 giường bệnh, trong đó có 3 cơ sở dự lệnh. Những cơ sở chưa có hệ thống oxy trung tâm sẽ sớm được bổ sung bởi đây là yếu tố tiên quyết trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong trường hợp dịch bùng phát lớn thì ngành y tế đã yêu cầu tất cả các bệnh viện trong tỉnh dành 40% giường bệnh để phục vụ công tác điều trị COVID. Và chúng tôi đã chỉ đạo thành lập các trạm y tế lưu động để phục vụ cho công tác điều trị COVID tại cơ sở. Và chúng tôi xác định tầng 1 ngoài trung tâm y tế ra thì các trạm y tế cũng là nằm trong tầng 1. Năng lực điều trị cùng với tỷ lệ ca mắc mới và độ bao phủ vaccine là 3 tiêu chí để phân loại mức độ dịch của mỗi địa phương. Việc nâng cao năng lực điều trị từ tuyến tỉnh đến cơ sở sẽ góp phần đảm bảo cho tỉnh Hưng Yên thích ứng an toàn với dịch COVID-19 một cách căn cơ, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ từ phía học sinh và gia đình, nhân tố quan trọng trong mỗi buổi học trực tuyến chính là giáo viên và bài giảng như thế nào. Vậy để làm sao cho việc học trực tuyến hiệu quả? Đây luôn là câu hỏi khiến cho nhiều thầy cô giáo phải nỗ lực đi tìm. Một buổi dạy trực tuyến của cô giáo Hồng, trường tiểu học Trần Cao, huyện Phù Cử. Là giáo viên dạy lớp 2, lứa tuổi vẫn còn khó tập trung, dễ chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Cô Hồng đã phải có những cách xây dựng bài giảng của mình trở nên hấp dẫn và thu hút học sinh được nhiều hơn. Khi dạy trực tuyến thì chúng tôi nghiên cứu rất là kỹ bài học để lựa chọn các cái kiến thức trọng tâm để đưa vào bài học để tránh kéo dài cái thời gian tiết học để học sinh nó dễ nhàm chán. Và trong giờ học thì tôi tăng cường sự tương tác giữa học sinh và học sinh, giữa học sinh và giáo viên để cho các em cảm thấy là mình như đang học ở trường. Cùng dạy tại trường tiểu học Trần Cao, cô giáo Hà, chủ nhiệm lớp 3A cũng có những sáng tạo trong giờ giảng, giúp học sinh bớt mệt mỏi, tập trung hơn vào bài giảng. Chúng tôi đã thiết kế bài giảng một cách sinh động, bằng PowerPoint, bằng những hình ảnh, bằng những video. Phát huy cái tính năng của phần mềm Microsoft Teams thì chúng tôi cũng giao bài tập cho học sinh ở trên phần mềm này để giúp cho học sinh thích thú làm bài và gửi lại bài cho cô giáo chấm thì các em nhận được kết quả ngay. Giờ các bài giảng cô hay cho chúng con chơi trò chơi trường đi ạ. Và bài kia khi được chơi các trò chơi con thấy rất vui. Xin cảm ơn. Các cô dạy rất là dễ hiểu và có những hoạt động rất là vui tươi nên là con cảm thấy không nhàm chán ạ. Thực tế tại Hưng Yên, việc làm sao để có thể tăng hiệu quả học trực tuyến cho học sinh đã được ngành giáo dục hết sức coi trọng. Đã có nhiều giải pháp được đưa ra để phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào các nội dung cốt lõi và tối đa các cái cách thức có thể được để học sinh sẽ thấy hứng thú với bài học. Và cũng lưu ý các nhà trường là quan tâm đến các vấn đề về tâm lý của học trò để làm sao mà học trò sẽ thấy là thoải mái nhất trong cái việc học trực tuyến thay vì là được học trực tiếp tại trường. Dịch bệnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, việc học sinh còn tiếp tục phải học trực tuyến kéo dài có thể còn tiếp diễn. Do đó luôn cần có sự góp sức của gia đình, nhà trường và các đơn vị liên quan để việc học trực tuyến ngày càng đạt hiệu quả hơn.